Xin chào các khán giả của Hiên Dương. Hôm nay thì Hiên Dương sẽ tiếp tục chia sẻ cho chúng ta những chủ đề liên quan đến việc chúng ta sẽ trị liệu tự nhiên các cái vấn đề tâm lý như là lo âu, hồi hộp, căng thẳng, bế tắc tiêu cực trong cuộc sống. Và hôm nay thì Hiên Dương sẽ chia sẻ về cái cách mà chúng ta có thể chữa lành nhờ việc chúng ta ứng dụng sức mạnh của tiềm thức. Vì sao Hiên Dương lại chọn cái chủ đề liên quan đến tiềm thức? Bởi vì bản chất chúng ta thiền tập mà có rất nhiều anh chị cô chú chúng ta cải thiện giấc ngủ hoặc cải thiện tâm lý là bởi vì chúng ta đã khai thác được tối đa sức mạnh của tiềm thức. Trong trạng thái thiền là trạng thái mà chúng ta kết nối với tiềm thức rất là tốt, nên không phải ngẫu nhiên rất là nhiều người chúng ta có cái cảm giác là thư giãn hay là thoải mái khi chúng ta thiền, bởi vì lúc này cái sự kết nối tiềm thức đã diễn ra và từ đó đã trị liệu một cách tự nhiên rất là nhiều những cái vấn đề của mỗi người. Và tiềm thức là một cái khái niệm mà xuất phát từ việc là chúng ta có thể đọc các cái tài liệu của phương Tây. Còn đối với phương Đông thì chúng ta hiểu đó cũng là một cái khái niệm rất là trùng hợp và thuận với cái khái niệm nhân quả trong Phật Pháp. Nhân quả được hiểu một cách chính xác đó chính là việc chúng ta gieo những cái ý niệm thiện lành vào trong tiềm thức của mình. Và nhờ việc chúng ta gieo các cái ý niệm thiện lành như thế thì sẽ kết nối các cái dạng năng lượng và cho chúng ta những cái kết quả trong đời sống về tiền bạc, vật chất hay là sức khỏe hay là các cái mối quan hệ cũng từ những cái ý niệm thiện lành của chúng ta. Và tiềm thức thì là một cái mảnh đất rất là màu mỡ để chúng ta có thể gieo các cái ý niệm thiện lành. Ý niệm thiện lành có nghĩa là những cái ý nghĩ thiện, và chính ý nghĩ thiện đó nó giống như một cái hạt giống gieo vào trong tiềm thức của chúng ta. Và tiềm thức thì nếu mà chúng ta chưa hiểu thì chúng ta có thể hoàn toàn tìm cái khái niệm này trên Google hay là các cái công cụ online. Còn Hiên Dương thì chỉ nói một cách nôm na thôi, chúng ta hiểu giống như một cái tảng băng ở trên mặt nước vậy. Thì ý thức nó chỉ chiếm khoảng 3 phần, còn hầu hết nó là tiềm thức chiếm 7 phần. Và tiềm thức sẽ chi phối các cái ý niệm này, rồi các cái hành động cũng như là những cái kết quả trong đời sống của chúng ta. Và tiềm thức cũng thụ động tiếp nhận tất cả những cái ý nghĩ của chúng ta. Vậy nếu mà mấy chục năm qua chúng ta có những cái ý nghĩ của cái sự sân si, sự tiêu cực hay là sự bế tắc, sự bất hạnh thì vô tình chúng ta sẽ gieo các cái ý nghĩ này vào trong tiềm thức và từ đó nó trổ ra những cái kết quả rất là tiêu cực, đặc biệt là các cái vấn đề tâm lý hay là vấn đề mất ngủ. Và theo nghiên cứu của các nhà tâm lý thì họ đã nói như thế này, đó là khi chúng ta có một cái ý nghĩ thì ý nghĩ này nó sẽ đưa ra một cái mệnh lệnh vào trong tiềm thức của chúng ta, từ đó sẽ tạo ra một cái kết quả. Vậy thì vô tình nếu mà chúng ta hàng ngày, đúng không ạ, nếu chúng ta tiếp xúc với những con người tiêu cực này, rồi chúng ta có cái sự trả đũa bằng lời nói, bằng ý niệm tiêu cực, hoặc là chúng ta tiếp xúc với những cái video tiêu cực, những cái bài báo tiêu cực, hoặc là chúng ta được đào tạo bản thân mình bằng những cái luồng định kiến, thành kiến tiêu cực trong xã hội, thì vô tình cái tiềm thức của chúng ta sẽ hấp thụ một cách thụ động rất là nhiều những cái tín hiệu tiêu cực như vậy. Và vô tình nó sẽ tạo ra những cái kết quả và hấp dẫn những cái trường năng lượng giống như vậy, và khiến chúng ta tự dưng gặp rất là nhiều những cái vấn đề về rủi ro, về bệnh tật, về sự bất hạnh hay là xung đột những cái mối quan hệ mà chúng ta cũng không biết là từ đâu. Và bản chất là bởi vì tiềm thức của chúng ta đã thụ động ăn rất nhiều những cái thức ăn mà Hiên Dương gọi là độc hại và khiến chúng ta có những cái vấn đề tiêu cực như vậy. Vậy thì hôm nay sẽ chia sẻ một cái công thức rất là đơn giản, làm sao mà chúng ta có thể ứng dụng cái sức mạnh tiềm thức đó để chúng ta có thể trị liệu được cho mỗi người. Thì cái công thức ở đây cũng chính là cái công thức mà Hiên Dương vừa nói đấy, chính là cái việc là chúng ta phải điều chỉnh được cái niềm tin và cái ý nghĩ của mình. Khi một cái ý nghĩ cộng với một cái niềm tin thì nó sẽ tạo ra một cái mệnh lệnh, và từ đó cái mệnh lệnh này sẽ tác động vào tiềm thức. Vậy thì nếu chúng ta có một cái ý nghĩ tốt, đúng không ạ, thiện lành cộng với một cái niềm tin chắc chắn, bình an, thì cái mệnh lệnh đó rất là tích cực, rất là hạnh phúc, thì sẽ tạo cho tiềm thức một cái sự hấp thụ thụ động những cái điều đó vào bên trong. Và nhờ cái sức mạnh đó thì sẽ tạo ra các cái dấu ấn, các cái kết quả bên ngoài rất là theo đúng được cái ý muốn của mình. Và ý muốn đó phải là một ý muốn thiện. Còn nếu mà chúng ta có nhiều những cái năng lượng sân hận, sân si hay là những cái ích kỷ cá nhân thì tất nhiên nó sẽ hấp dẫn những cái điều ích kỷ cá nhân đến. Vậy nên là ngay ở trong, không phải chỉ trong đạo Phật mà trong đạo Thiên Chúa cũng có những cái câu mà đã nói đến cái sức mạnh tiềm thức này. Ví dụ như Hiên Dương có nhớ đến một cái câu đó là: hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở ra, hãy xin thì sẽ được. Điều này có nghĩa là như thế nào?
Có nghĩa là nếu chúng ta chỉ cần gieo một cái ước muốn vào trong tiềm thức của mình, miễn ước muốn đó là một cái ước muốn thiện lành, thì chúng ta sẽ có được một cái niềm tin, và từ đó sẽ tạo ra một cái dấu ấn vào trong tiềm thức và tạo ra cái kết quả cho mình. Vậy thì nếu mà mình đang có những cái vấn đề bệnh tật này và những cái vấn đề về tâm lý chẳng hạn, thì rõ ràng mình phải nhận thức được là do một cái hành trình phía trước đó, mình đã gieo rất nhiều những cái dấu ấn, những cái suy nghĩ không tốt vào trong tiềm thức của mình, và nó tạo ra một cái kết quả như vậy. Đặc biệt là đối với những người mà chúng ta có những cái vấn đề về tâm lý hay là chứng mất ngủ, thì chúng ta có các cái dạng cảm xúc nó rất là xấu. Ví dụ như cái cảm xúc như là nóng giận này, bực tức này, chán trường này, bế tắc này, đúng không ạ? Và tất cả những cái dạng cảm xúc này nó bắt đầu nó sẽ xúc tiến cho những cái suy nghĩ tiêu cực của chúng ta, nó càng mạnh hơn, nhanh hơn và hấp dẫn những cái kết quả tiêu cực nó đến với mình nhiều hơn. Nên cái việc khi mà chúng ta thực hành thiền là một điều rất là cần thiết. Bởi vì sao? Bởi vì trong thiền thì chúng ta sẽ nhắm cái mắt của mình lại này, ngậm cái miệng của mình lại, đúng không ạ? Và mình hướng vào bên trong, và từ đó mình đi sâu vào trong tiềm thức của mình. Đặc biệt là nếu mà chúng ta thiền tập vào cái giờ trước khi đi ngủ, hoặc là buổi sáng sớm khi mà mình mới thức dậy, thì đó là những cái khoảnh khắc rất là tốt mà giúp cho cái sự kết nối tiềm thức của mình. Và từ cái việc chúng ta kết nối với tiềm thức thì chúng ta sẽ gieo được các cái ý niệm thiện, và từ những cái ý niệm thiện đó mà chúng ta sẽ kết nối có được những cái kết quả như mình mong muốn. Thì Yên Dương cũng biết có một những cái câu chuyện có thật trên thế giới, hoặc là chính trong cuộc sống của chúng ta, các anh các chị chúng ta hoàn toàn có thể quan sát trong đời sống xem là có phải những cái điều chúng ta đang gặp hoàn toàn đến từ tiềm thức của chính mình hay không. Ví dụ Hiên Dương thấy có những câu chuyện là có những người đàn bà, có một người đàn bà này họ bị khiếm thính, và khi mà họ được sử dụng một cái loại nước ở trong một cái ngôi đền mà người ta gọi đó là nước thánh, thì chỉ một khoảng thời gian thì bà hồi phục một cách diệu kỳ. Nhưng khi người ta nghiên cứu và phân tích cái nước đó thì thấy cái hàm lượng trong nước không hề có một cái chất gì đó nó liên quan đến y học mà có thể hồi phục được, thì mới hiểu rằng là bà đang có một cái niềm tin rất là lớn, và bà có đủ những cái hạt giống thiện lành trong tiềm thức, nên cái quá trình hồi phục kỳ diệu này nó đã diễn ra. Cũng như vậy, chúng ta cũng thấy có rất là nhiều những cái hiện tượng. Vì sao đến những cái ngôi đền thiêng, đúng không ạ? Một số người họ đi cầu con chẳng hạn, mà một thời gian họ vẫn có con. Bởi vì bản chất ở đây đó là họ đã tự cài đặt được tiềm thức cho bản thân rất là mạnh mẽ. Và cái công thức Hiên Dương vừa nói rồi, đó là một ý nghĩ cộng với một cái niềm tin, và gieo một cái mệnh lệnh đó vào trong tiềm thức thì nó sẽ tạo ra một cái kết quả. Ví dụ chúng ta chỉ cần nói với bản thân mình rằng là tôi tin rằng tôi xứng đáng được khỏe mạnh. Tôi tin rằng tôi xứng đáng được khỏe mạnh. Nói cái điều này trước gương, hoặc là viết cái điều này trước khi ngủ, hoặc là khi mình thức dậy, mình nói điều đấy nhưng với cái niềm tin thực sự nhá. Không phải là mình hô khẩu hiệu nhưng bên trong mình thì không tin, thì điều đấy sẽ không diễn ra. Nhưng nếu mình nói và mình tin vào điều đó thì nó sẽ kết nối các cái dạng năng lượng bình an, hạnh phúc, đúng không? Yêu thương, khỏe mạnh như mình. Và khi kết nối các cái dạng năng lượng đó thì mình hoàn toàn có thể hồi phục được những cái chứng bệnh của mình. Nên chúng ta có thể tham khảo cái công thức này, là một cái công thức mà Yên Dương thấy cũng rất là hay, và đồng thời nó đồng nhất với cái quy luật nhân quả ở trong Phật Pháp Nguyên Thủy. Bởi vì chúng ta hiểu rằng nhân quả không phải là một cái thứ gì siêu hình mà hoàn toàn rất khoa học. Nhân quả là thứ mà gieo vào đâu, đúng không ạ? Chúng ta cứ gọi là nhân hay quả. Vậy nhân thì gieo vào đâu? Suy cho cùng, dù là đi làm từ thiện, hay là nói những cái lời yêu thương, hay là mình làm những cái việc tốt, nhưng cuối cùng mình gieo vào đâu ạ? Mình gieo vào tâm thức của mình. Mình gieo cái sự hoan hỷ, bình an vào tâm thức của mình. Vậy nếu mình có thể làm cho cái tâm thức của mình, đúng không ạ? Cái tiềm thức của mình nó bình an mỗi ngày, nó hoan hỷ mỗi ngày, vui vẻ mỗi ngày, yêu thương mỗi ngày. Nếu mình làm được điều đó thì rõ ràng cái tâm thức của mình nó đầy no đủ, đầy yêu thương, thì cái bên trong có chắc chắn sẽ hấp dẫn một cái bên ngoài có. Nên nếu chúng ta tin vào công thức này thì các bạn có thể ứng dụng bằng cách chúng ta có thể viết ra hàng ngày, hoặc chúng ta thực hành các cái bài thiền biết ơn, hoặc là lên kênh YouTube của Hiên Dương chúng ta nghe các cái bài thiền du ngủ, những bài thiền về sức mạnh tiềm thức, luật hấp dẫn. Tất cả các bài thiền này hầu hết đều có tại kênh YouTube Hiên Dương. Và khi chúng ta nghe thì chúng ta sẽ thấy là khi chúng ta chìm vào các cái trạng thái sâu hơn, đúng không ạ? Đi vào sâu hơn thì mình thấy mình đang kết nối được với một cái tiềm thức vô hạn ở bên trong mình, và sẽ trả lại cho mình những cái kết quả tốt đẹp bằng việc chúng ta sẽ hồi phục được cái sức khỏe cũng như là các cái vấn đề tâm lý. Và cũng hy vọng là mọi người sẽ rất là yêu quý những cái bài chia sẻ của Hiên Dương. Và nếu mọi người thấy yêu quý thì hãy
bấm chia sẻ, bấm đăng ký kênh YouTube của Hiên Dương và lan tỏa cái video này cho nhiều người được biết. Và xin hẹn gặp lại các khán giả của Hiên Dương trong các video tiếp theo.